Cách sử dụng hàm match và index thay cho hàm VLOOKUP. Như chúng ta đã biết thì hàm VLOOKUP chỉ dò tìm được từ trái sang phải thôi, còn từ phải sang trái thì nó sẽ không thể nào làm được. Nên chúng ta sẽ sử dụng hàm index phối hợp với lại hàm match như này nhé. Đầu tiên các bạn viết hàm index, sau đấy chọn array, tức là toàn bộ khu vực chứa dữ liệu. Được chưa? Sau đấy các bạn ấn F4 để cố định nó lại như thế này nhé. Sau đấy ở phần row number, tức là thứ tự của dòng, thì các bạn sử dụng hàm match cho mình nhé. Hàm match này nó sẽ sử dụng cái lookup value này để nó tìm kiếm xem cái chữ Hà Nội ấy, nó là xếp thứ mấy trong cái cột này. Các bạn ấn F4 để cố định lại, được chưa? Sau đấy các bạn điền số 0 là tìm kiếm chính xác, được chưa? Sau đấy các bạn đếm số thứ tự của cái cột, nó nằm ở cột thứ mấy, ví dụ cột khu vực nằm ở 1, 2, nằm ở cột số 2 thì các bạn điền số 2 nhé. Ok, các bạn thấy không? Nằm ở khu vực A, tương tự các bạn kéo xuống phía dưới này. Còn tương tự ở phần tỉnh, các bạn thấy cái phần tỉnh ấy, nó nằm ở 1, 2 và 3, thì tương tự chúng ta sẽ điền ở đây là số 3. Còn phần doanh thu nó nằm ở cột số 5, 1, 2, 3, 4, 5 thì bạn sửa số 2 này thành số 5. Ok, ngay lập tức là chúng ta đã tìm ra kết quả. Các bạn lưu ý ở đây mình đã giải thích là index thì nó sẽ trả về dao của cột và dòng. Ok, các bạn hãy tải file này về thực hành nhé. Chúc các bạn thành công với thử tuần này. Cùng follow ông chủ Excel để học thêm nhiều kiến thức bổ ích nữa các bạn nhé.